1001 câu chuyện. Hello, xin chào các bạn nha. Đây, tranh cào thang loại mới nè, rất là xinh luôn. Chủ đề ngựa pony, 5.000 đồng một sắp nha. Chị sẽ mở ra cho các bạn xem. Chin. Vẫn như mọi khi nó sẽ có 8 trang. Có pony một sừng nhưng mà sẽ có rất là nhiều kiểu nha. Nguyên người nè, đầu pony nè, rồi pony ngồi bẹt chân ra như thế này nè, rồi pony đang cầm cái cây hả ta, pony bay, pony này là có cánh nè, rồi tới là pony này nữa, rồi tới pony này nữa, có kèm theo cái tâm nha để chúng ta sẽ cào thang. Wow, bộ sưu tập tranh cào thang pony, không biết là các bạn có thích hay không. Wow, ở phía sau chúng ta lại còn có thể tô màu pony các kiểu nữa nè, đúng là sưu tập pony rồi. Thôi, không nói nhiều nữa, bây giờ thì chị và các bạn sẽ cùng xé ra như thế này nha. Để chúng ta sẽ tô từng tấm một. Chỉ có 5.000 đồng thôi các bạn, thì chúng ta sẽ sở hữu được rất là nhiều tranh cào thang hình pony luôn. Đây, đó, quá trời luôn. Bây giờ thì mình sẽ chọn xem là mình sẽ cào bức tranh nào trước. Và trong 8 bức tranh này thì có một bức này là nó có hình sẵn rồi, mình chỉ tô màu thôi nha các bạn. Cho nên là mình sẽ không cào bức này, chị sẽ lấy ra riêng và chị quyết định sẽ cào bạn này đi. Đây, vừa có cánh này, vừa có sừng, vừa đội nón nữa, siêu xinh luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thử xem đôi cánh màu gì. Trời ơi, chị tưởng nó nhiều màu, không ngờ nó chỉ có một màu trắng thôi. Đúng kiểu là đôi cánh thiên thần thì là màu trắng đó các bạn, dễ thương ha. Bây giờ thì cái sừng, đúng rồi, sừng thì phải nhiều màu chứ chẳng lẽ sừng màu trắng luôn là chị chưa bao giờ thấy á. Còn cái tóc thì sẽ có màu hồng ha. Chỉ có một màu hồng thôi sao ta? Cũng ngộ đó, nhưng mà chúng ta sẽ kiên nhẫn cào hết xem sao. Wow, cái đuôi cũng màu hồng. Wow, các bạn nhìn kỹ kìa, người ta có vẻ những cái vân nó hơi xoắn xoắn giống như là lông đuôi của con ngựa nó xoắn xoắn á. Rất là xinh luôn ha. Tiếp đến là cái nón, các bạn nghĩ màu gì? Trời ơi, màu gì vậy ta? Chị tưởng đâu là màu bạc, nhưng không, các bạn nhìn kỹ đi, nó sẽ là màu hồng. Và nó sẽ có rất là nhiều màu hồng nha, hồng đậm, hồng nhạt, và có cả xám nữa. Trên nó lại còn có một ngôi sao, các bạn thấy không? Chị sẽ cạo thật là nhanh lên để xem tổng thể cái nón này nó có xinh không ha. Đó, sau khi cạo xong thì các bạn nhớ giũ nó xuống như thế này. Đó, thấy chưa? Nhiều màu hồng như cầu vồng. Và phần tóc này hồi nãy chị lại quên cạo nè, cạo nốt luôn. Bây giờ con mắt, cái tóc này, rồi đến móng chân, tất cả đều màu hồng. Vậy thì cái người của nó sẽ màu gì nhỉ? Chị đoán là màu xanh. Ồ, trời ơi, là màu trắng đó các bạn ơi. Xem kìa, một con ngựa pony trắng tinh, thật là xinh. Chị cào ra được cái má hồng của nó đó, các bạn thấy không? Cặp mắt hồng đen rồi, cặp mắt xanh đen rồi, có màu hồng ở má hồng rất là xinh. Toàn thân thì màu trắng, nhưng chỗ này, các bạn thấy gì chưa? Bông hoa và những ngôi sao trang trí, đúng là pony xinh đẹp rồi. Bây giờ thì chị sẽ cào nốt những cái chân nha. Xinh quá, xinh quá. Càng cạo ra thì lại càng thấy pony này rất là đẹp luôn, đúng không các bạn? Các bạn nghĩ tư thế này thì pony đang làm gì nè? Có thể là pony đang hí, hoặc là đang làm gì đó. Nhưng nói chung là chúng ta sẽ cạo thật là kỹ nha. Xong rồi nè, thấy không? Rất là đẹp luôn. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục trang trí cho bạn ấy nha. Chị nghĩ rằng chị sẽ cho pony đứng ở trên bãi cỏ nè. Có rất là nhiều cỏ nha. Ôi, công nhận cái nền phía dưới hợp ghê các bạn. Cỏ hồng, xanh lá, xanh đậm, xanh nhạt, rồi vàng nữa. Còn cái chân này thì chị nghĩ rằng chị sẽ vẽ một quả bóng chuyền đi nha. Chị cũng không rành lắm, nhưng mà chị sẽ vẽ một quả bóng. Đó, giống như là pony đang đội nón và chơi thể thao, đánh bóng chuyền đó. Nhìn kìa ha, rất là dễ thương. Ở trên đây á thì chị sẽ vẽ một cái nửa vòng tròn, rồi một con mắt, một cái miệng. Các bạn nghĩ rằng đây là ông mặt trời đúng không? Nhưng sai rồi, đây là một bông hoa mặt trời nha. Pony vừa chơi đánh bóng lại còn cầm một cái bông hoa mặt trời nữa. Đó, nhìn khung cảnh các bạn xem nè, rất là vui luôn ha, chơi thể thao. Còn bây giờ mình sẽ chọn hình nào đây ta? Chị thích cái hình này nè, chỉ có cái phần đầu của con kỳ lân thôi. Và lần này thì chúng ta sẽ cạo ở phía bên ngoài nha, và chừa cái phần đầu kỳ lân lại, để cho cái phần đầu nó đen thùi lùi luôn á, không biết là nó có đẹp không nữa. Còn bây giờ thì chị cảm thấy cạo cái này á cũng rất là khó luôn. Mình phải cẩn thận nha các bạn. Một cách cạo mới đó. Ê, chỗ đó là tóc rồi. Tóc màu trắng hết á. Thôi kệ, mình cứ cạo hết cái phần bên ngoài để xem thử xem là cái phần đầu pony đen á nó sẽ nổi lên trên cái nền sắc màu ở bên ngoài.
thì nó có thành bức tranh đẹp hay không nhé. Cạo. Phải kiên nhẫn nha các bạn, để mình tô nên một bức tranh nó thật là đẹp. Đó, như thế này nè. Đó, thật là kiên nhẫn luôn. Tinh 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 tinh. Đó, các bạn thấy không? Chơi cái này khá là thú vị đúng không? Chúng ta vừa chơi vừa hồi hộp, không biết là hình ở phía dưới và màu ở phía dưới sau khi cạo ra thì nó sẽ như thế nào. Chị đang cạo rất là cẩn thận luôn để chỉ cho các bạn nè. Các bạn nào muốn mua bộ tranh cầu thang này á thì hãy nhớ shop FGB 0937899707 mua đặt hàng về cạo nha. 5.000 đồng mà có rất là nhiều tranh luôn. Và bữa nay cái bộ boni á là các bạn thấy không? Rất là xinh luôn ha. Nhiều ơi là nhiều boni luôn á. Sắp xong rồi. Các bạn thấy không? Kiên nhẫn một chút xíu thôi là được rồi nha. May là chị dùng cây tăm á, nếu chị dùng cái khác to hơn thì sẽ cạo nhanh hơn nữa. Rồi bây giờ xong rồi, nhìn có đẹp không? Có đẹp hơn bức bên đây không? Không đẹp, cho nên chị quyết định sẽ cạo luôn cái phần sừng nè. Rồi đến là phần tóc luôn đi nha. Tại vì tóc bên kia đã lỡ rồi. Wow, không ngờ cạo tóc ra đẹp quá các bạn ơi. Xem nè, phần tóc của nó rất là nhiều màu luôn, giống như cầu vồng vậy ta. Trời ơi, coi bộ là cạo hết ra thì sẽ đẹp hơn á. Nhưng mà cạo hết thì nó lại không có vui, nên là chị sẽ cạo từng phần một nè. Đó, chị sẽ cạo phần tóc trước và chị chừa cái phần thân của boni lại, giống như là một con ngựa đen nhưng mà lại có mái tóc cầu vồng vậy đó các bạn. Đó, xem này nha, các bạn thấy sao? Con boni dễ thương, nhuộm da màu đen mà mái tóc thì lại rất là nổi bật luôn. Nhìn cũng khá là thú vị đúng không? Các bạn có thích để như vậy luôn không? Chị thì chị nghĩ là chị sẽ cạo ra luôn. 1, 2, 3, cạo luôn. Còn pony này nó có màu trắng luôn đó các bạn. Đôi mắt của nó đang nhắm lại ngủ. Một bức tranh giống như một cô gái đang e ấp vậy đó, đang ngủ vậy đó, giống như công chúa ngủ trong rừng vậy đúng không các bạn? Nhìn xinh quá ha. Xong rồi nè, so với bức hồi nãy thì các bạn thấy bức nào đẹp không? Còn bây giờ chúng ta sẽ cạo cái bạn pony ngồi chen chân này ra nha. Nhưng chúng ta sẽ cạo theo một cách mới, đó là cạo sọc. Đó, một sọc như thế này. Tóc của bạn ấy thì là màu cam đó các bạn ạ. Tiếp theo, thêm một sọc nữa. Chúng ta đã đoán được là bạn pony này chắc chắn cũng sẽ là màu trắng và da màu cam, cái lọn tóc màu cam đúng không? Đây nè, rồi chúng ta đoán thêm sọc ở phía dưới nữa xem. Wow, và vẫn như vậy luôn, không có đổi màu nha các bạn ơi. À, như cái phần móng chân của bạn ấy mang giày màu xanh, tóc màu hồng. Đó, mắt thì màu hồng luôn và miệng thì màu xanh, ngộ vậy ta. Rồi tiếp theo thì là cái sọc này. Khi mà chúng ta vẽ sọc như thế này á thì các bạn thấy không, không nhìn ra được cái gì hết luôn á, chỉ nhìn đoán sơ sơ thôi. Còn lại á thì hả, nhìn tổng thể nó không có đẹp đúng không? Nhìn tổng thể thì không thể ra pony đẹp được. Ở phía trên này thì màu tím, cho nên là chị quyết định rằng á là sau khi ngắm lại thì thấy nó không có đẹp, cho nên thôi mình cạo hết luôn đi. Cạo hết luôn. Đó, tưng tưng. Pony ngồi chơi vui quá đúng không? Đó, ngồi chơi như thế này rất là thoải mái mà chen chân ra chanh chanh sạch rồi đó. Thấy chị hơi biến hay không? Và đã được 3 bức rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bức thứ tư. Một chú ngựa pony cũng đang trong tư thế nhảy lên, nhưng cái bờm kỳ này thì lại có màu cam, cái đuôi cũng màu cam luôn. Và không biết cái người nó có màu trắng giống ba bạn hồi nãy không ta? Hồi hộp quá. Chúng ta cứ cạo từ từ xem sao nha. Cạo hết cái phần sừng nè, rồi đến tóc nè. Đó, chị thấy cái lỗ tai nó hơi trắng trắng rồi, chắc là nó màu trắng luôn rồi. Cặp mắt đi. Wow, kỳ này là một cặp mắt ngọc màu xanh nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cạo, à không cạo đâu, chị sẽ vẽ giống như là ngựa vằn á. Đó, các bạn chỉ cần vẽ những cái sọc như thế này nè. Đó, trời ơi, thật là sáng tạo. Đã bao giờ các bạn tự vẽ một chú ngựa vằn chưa nè? Đó, rất là đơn giản luôn. Chơi tranh cầu thang các bạn tha hồ vẽ luôn nha. Dễ thương chưa? Pony với bộ lông cầu, bộ lông, tự nhiên chị nói mà chị quên mất tiêu, bộ lông là vằn á. Nhưng mà xem ra nó cũng không có đẹp ha. Cũng được thôi à. Thôi thì chị sẽ cạo ra luôn để xem thử coi nó như thế nào. Ôi trời ơi, và các bạn xem nè, không thể tin được, không phải là màu trắng tinh nha, mà nó sẽ có hơi vàng vàng và nó có đốm ở trên cái lưng á, giống như là con hươu vậy ta, giống như con hươu sao, nó có những cái đốm đó các bạn, con hươu cao cổ á, đúng không? Ây da, mình tính biến bạn ấy thành một con ngựa vằn thì ra bạn ấy là một con ngựa đốm.
khá là thú vị ha, chơi cam chanh thời hay vui thiệt luôn. Và cào bạn này á rất là nhanh luôn đó, và chị rất thích cái kiểu cào này nha. Chứ là mình cạo cái hình á, xong rồi mình sẽ chừa cái nền đen để mình vẽ hình lên. Các bạn nào giống chị không? Xong rồi nè, sạch sẽ ha. Bây giờ chị sẽ vẽ cái này là gì ta, đố các bạn biết. Giống như là vùng đầm lầy mà con ngựa đang nhảy lên á. Và con ngựa vì sao nó vào vùng đầm lầy? Đó là nó cố gắng vào trong đó để hái những bông hoa. Đây, những bông hoa nè. Và đây là một bạn ngựa khá là dễ thương nha các bạn. Bạn ấy sẽ đội một chiếc nón. Nào, chiếc nón giống như chiếc nón phù thủy đi. Mình cũng sẽ vẽ sọc luôn. Ở trên sẽ có một bông hoa luôn. Bạn này rất yêu bông hoa. Nhưng mà thôi, mình sẽ tô luôn đi. Nhìn cái sọc của nó không phù hợp. Đó, cái nón xinh ha. Đi chơi ngoài nắng là phải đội nón như vậy. Và đặc biệt luôn, chị sẽ cho bạn này rất là thời trang fashion luôn. Bạn ấy cần thêm một cái túi xách luôn nha. Thấy chưa, con ngựa cũng có túi xách thời trang luôn đó các bạn ơi. Bạn ấy mang túi xách vào hái hoa để đựng hoa đó. Những bông hoa cúc trắng về cứu bà của mình. Đây, thấy chưa, bông hoa mọc ở giữa vùng đầm lầy. Wow, rất tuyệt vời. Bây giờ thì chú ngựa này ở đâu rớt xuống vậy ta? Chị sẽ trang trí bạn ấy bằng những cái hình vẽ thay vì cạo ra. Chị sẽ vẽ hình ngôi sao lớn, ngôi sao nhỏ. Sau đó sẽ là những cái chữ ọ, 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 ọ. Con ngựa mà nó gáy như con gà. Và mình sẽ trang trí ở phần lưng cũng như là ở phần chân nha. Tiếp đến thì chúng ta sẽ vẽ những cái vòng tròn. Rồi vẽ những cái bông hoa lên nữa đi, cho nó xinh ha. Vừa có sao, vừa có hoa, vừa có vòng tròn. Đó, rồi cái phần tóc thì các bạn sẽ vẽ sọc lên như thế này, cho nó giống như là những cái sợi tóc á, đuôi thì cũng vậy luôn. Tiếp theo thì mình sẽ vẽ những cái sọc đó, vẽ hoa văn như này cho cái phần chân ha. Cứ sọc rồi tròn, đó bên đây cũng vậy, sọc rồi tròn, rồi lại tiếp tục sọc. Wow, nhìn ngầu chưa? Con ngựa của chị nó giống như là con ngựa dân tộc vậy đó các bạn ơi. Con ngựa ở vùng dân tộc người ta mặc đồ cho nó nè. Ngựa Boni được mặc đồ thổ cẩm đó, có đính hoa và trang trí những ngôi sao rồi đó. Cái sừng cũng vẽ sọc luôn, rất là lạ đúng không? Rồi sọc xéo ở ngay bụng nữa. Wow, con ngựa này rất là độc đáo và nó đang chơi đánh trống các bạn. Chúng ta sẽ vẽ những cái vòng tròn như thế này để tượng trưng cho cái trống của những người dân tộc. Và cái chân này sẽ cho nó cầm cái cây nha. Đây là cái cây đánh trống nè. Ngầu chưa, đã bao giờ các bạn thấy ngựa Bonnie đánh trống chưa? Ngày hôm nay chị đã thiết kế thành một bạn ngựa Bonnie đánh trống luôn. Đúng là bộ tranh cầu thang này quá tuyệt vời luôn đúng không? Còn ở đây sẽ là một cái đồ lục lạc từng trang đó các bạn. Để mà mình sẽ hát á, gõ cho nó kêu á. Đó, chú ngựa dân tộc mình đang chơi nhạc á nha. Và đây là tác phẩm của một người, một câu chuyện nè. Mình có thể ghi tùm lum lên luôn, bộ tranh cầu thang quá tuyệt vời. Còn đây hai con ngựa này đang đánh nhau hay sao vậy ta? Và chị sẽ lười biếng nha, chị sẽ tô theo cái kiểu mà tăng 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 tăng, không có thèm tô tô đại luôn á các bạn. Đó, tô cho nó ra hết thì thôi. Đó, tô như thế này nè, nó không hề đẹp đúng không? Và thử bạn bên đây có đẹp hơn không? Đây là gọi là cách tô nhanh và tô không có tô ẩu á. Có bạn nào hồi xưa đã từng tô như thế này không? Nếu ngày xưa đã từng tô như thế này thì nhớ nha, đừng có tô như vậy nữa, không có đẹp đâu. Phải bắt chước như chị á, tô và mình sẽ vẽ thêm đồ nó cho nó mới đẹp được đúng không? Đây, đó là cái cách mà ngày xưa chị lần đầu tiên chơi tranh cầu thang này, chị cũng cảm thấy rất là vui nha. Cào ra như thế này chị rất là vui luôn, nhưng mà xong á thì lại cảm thấy nó không có được đẹp. Cho nên là chị đã suy nghĩ ra các cách chơi mới. Hy vọng là các bạn sẽ tô những bức tranh cầu thang thật là đẹp nha. Và đừng tô theo kiểu này, nhìn ghê quá. Ở phía sau thì có hình cho các bạn ấy á. Còn bây giờ thì chị phải dọn dẹp cho nó gọn vô này, để nó bay tùm lum rất là dơ. Các bạn nhớ nha, chơi xong phải dọn dẹp. Và đây là 7 bức hình chị đã tô xong. Các bạn thấy bức nào đẹp? Đó, bức thổ cẩm, thổ dân, hay là bức cào hát, hay là bức vẽ tranh như thế này. Đó, còn các bạn nào thích hai bức đó không? Đừng có thích hai bức đó nha. Đó, còn bạn nào thích những cái nào thì comment ha. Còn video thì kết thúc rồi. Các bạn đừng quên bấm like và đăng ký thành viên kênh 1001 câu chuyện ha. 5.000 đồng một bộ thôi đó. Yêu các bạn nhiều, hẹn gặp lại ở video sau.